Hoàng Vy xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5. Và thưa quý vị, tâm điểm của mọi cái sự chú ý vẫn là cái lời tuyên bố ra tranh cử tổng thống của ông Biden đưa ra vào ngày hôm thứ Ba. Và chúng ta cũng có thể lường trước được là phản ứng của đảng Cộng Hòa và cả đảng Dân Chủ và đặc biệt là cái nhân vật cựu tổng thống Donald Trump sẽ phản ứng như thế nào sau cái lời tuyên bố này. Thì đảng Cộng Hòa ngay lập tức và tuyên bố nói rằng á là có vẻ như là ông chủ của tòa Bạch Ốc không hiểu vấn đề. Ông không hiểu rằng á là sau khi tạo ra những cái khủng hoảng nối tiếp những cái khủng hoảng mà ông Joe Biden vẫn nghĩ rằng mình có thể xứng đáng có thêm 4 năm nữa để làm ông chủ của tòa Bạch Ốc. Đó là lời tuyên bố của Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng hòa cho biết như vậy. Còn bên phía nhìn chung những cái nhà lập pháp hay chính trị gia của Đảng Cộng hòa, họ nghĩ rằng họ nghĩ rằng ông Joe Biden là một cái target một cái easy target tức là một cái mục tiêu nó rất là dễ dàng để họ đánh bại và họ sẽ có thể từ cái mục tiêu này mà họ đoàn kết lại với đảng cộng hòa đảng cộng hòa trong suốt cái thời gian vừa qua đặc biệt là sau cái cuộc bầu cử giữa kỳ quý vị uh, theo dõi thì sẽ thấy là đã có một cái sự phân rẽ rất là lớn trong ngay trong nội bộ của Đảng Cộng hòa, giữa Cộng hòa bảo thủ Cộng hòa truyền thống với những cái nhân vật như là bà Dân biểu Liz Cheney, con gái của cựu Phó Tổng thống Dick Cheney hay là những cái dân biểu của bên phía Cộng hòa như ông Adam Kinzinger với lại cái nhóm Cộng hòa MAGA trỗi lên với lại ông chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã dung túng cho cái nhóm dân biểu Gaetz hay là Marjorie Taylor Green nó có một sự phân rẽ rất là lớn đó là Liz Jenny thưa quý vị một cái người cộng hòa và cũng là một cái nhân vật mà nhiều người đang kỳ vọng là có bước ra lần này để mà đại diện cho những cái người cộng hòa bảo thủ cộng hòa chân chính để mà ra đối đầu với cộng hòa MAGA hay không chúng ta phải chờ đợi xem trong cái thời gian sắp tới nhưng mà trong nội bộ của đảng cộng hòa nó phân rẽ như vậy giữa truyền thống bảo thủ với lại cộng hòa MAGA giữa Hạ viện với Thượng viện, rồi giữa Quốc hội với lại một một số nhân vật trong Quốc hội với lại cựu Tổng thống Donald Trump, coi như là chia năm sẽ bảy thì họ nói rằng với cái việc mà ngày hôm qua ông Biden tuyên bố như vậy đó, thì đây là một cái đối tượng mà nó dễ tấn công và đây sẽ là cũng là nguyên nhân để những người Cộng hòa có thể đoàn kết lại một lần nữa. Thì chúng ta phải chờ xem trong thời gian sắp tới liệu là ông Biden có đúng như những người Cộng hòa này suy nghĩ hay không. Tuy nhiên, xin thưa quý vị, chúng ta chưa biết được tương lai nhưng mà chúng ta biết được quá khứ và hiện tại. Có nghĩa là gì? Cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, nhiều người ít nghĩ rằng là cái ứng cử viên Joe Biden, một cái người mà nói năng không có lưu loát và không có hấp dẫn và không có hùng hồn, chúng ta đều đã biết thưa quý vị. Chúng ta không có lạ gì cái việc là ông Joe Biden đã từng có một cái khuyết Uh, điểm là ông hay bị nói lấp và ông không có thể nói năng rành mạch và trôi chảy và đầy nhiệt huyết cộng thêm cái tuổi của ông cũng không còn trẻ nữa nhưng mà cái chuyện đó theo nhiều người nói và thậm chí là bà Joe Biden và tòa Bạch Ốc ngày hôm nay đưa ra thông tin So what? Nó có vấn đề gì? Bởi vì trong nước Mỹ, thưa quý vị, trong nước Mỹ cũng từng có cái ông cựu tổng thống Roosevelt Năm ông khoảng chừng 39 tuổi và ông cũng phải ngồi xe lăn để rồi mà ông cũng điều hành đất nước nó chẳng có vấn đề gì hết và nhưng mà riêng và khi trong cái cuộc bầu cử năm 2020 á ít ai có thể ngờ được rằng là cái ứng cử viên Joe Biden có vẻ trầm trầm, có vẻ bình tĩnh và có vẻ không có sôi nổi, thậm chí là cả những người bên phía Đảng dân chủ còn ít có đánh giá thực sự cái khả năng của ông Biden nhưng cuối cùng ông đã thắng và ông còn giành thêm được rất là nhiều phiếu phổ thông của cử tri Mỹ. Cho nên nếu mà theo cái nhận định của đảng Cộng Hòa cho rằng ông là một cái target, một cái mục tiêu dễ đánh bại thì chúng ta phải chờ đợi trong cái thời gian sắp tới liệu là họ có chủ quan hay không. Nhưng mà ông Trump thưa quý vị, ông Trump ngay từ chiều tối ngày hôm qua ông đã đăng đàn lập tức lên Truth Social và ông mỉa mai ông Biden nói là không có hiểu nổi vì sao mà Biden còn dám ra tranh cử nữa. Bởi vì Biden là một cái thất bại, một cái thất bại rất là lớn của, của nước mỹ mà tại sao bây giờ còn ra tranh cử và ông trump nói như thế này nè thưa quý vị nếu mà bây giờ đó quý vị các bạn á, mà lấy năm cái ông tổng thống mà tệ nhất của nước mỹ luôn quý vị gộp lại nhưng mà cái thành cái việc mà hủy hoại nước Mỹ của năm cái ông tổng thống tệ nhất trong lịch sử đó cũng không có bằng một gốc của những gì mà Biden làm trong suốt cái thời gian vừa qua nó không tới được một phần của Biden đã hủy hoại nước Mỹ đó là lời cáo buộc của ông Trump nhưng mà người ta cũng nhanh chóng chỉ ra thưa quý vị có một cái bản thăm dò của một cái trường Sina College Research Institute thì họ thường xuyên có những cái bản thăm dò về ý kiến của cử tri Mỹ, thì họ có chỉ ra là uh, cử tri Mỹ họ đánh giá theo bảng xếp hạng những cái vị tổng thống từ tốt cho tới tệ đó của nước Mỹ đó, thì ông Trump á, là xếp thứ 43 thưa quý vị, ông Trump xếp thứ 43, ông Biden á, được cử tri Mỹ đánh giá là số 19 xếp thứ 19 trên cái bảng xếp hạng từ trên xuống. Ông Biden 19, ông Trump 43, ông Ronald Reagan xếp 18, ông George W Bush xếp thứ 20, ông Barack Obama xếp thứ 11 thì nó không phải như lời của ông Trump nói là cử tri Mỹ bây giờ cứ lấy năm cái ông mà tệ nhất đi thì không biết là trong năm cái ông tệ nhất đó có ông Donald Trump hay không thì chúng ta không biết theo ý của ông Trump nhưng mà lấy năm ông đó thì bây giờ cũng không có bằng một gốc những gì mà ông Biden hủy hoại nước Mỹ rồi ông Trump nói rằng á bây giờ ngân hàng của nước Mỹ á, đang sụp đổ đó đó trong thời gian vừa qua có hai ba ngân hàng bây giờ cũng phải lao đao xém sụp đổ còn gì nữa đó là lời của ông Trump rồi cái đồng tiền đồng đô la Mỹ á, bây giờ đang bị vỡ toan và không còn là cái đồng uh, tiền mà nó chiếm cái vị trí chủ đạo của toàn cầu nữa. Và đồng đô la Mỹ theo ông Trump nói trong suốt 200 năm qua gần như là chiếm cái vị trí gọi là đứng đầu trong cái nền tài chính của thế giới trong vòng 200 năm qua. Thì người ta cũng nhanh chóng chỉ ra một điều rằng thưa quý vị, cái ngân hàng vừa rồi á, SVB mà bị sụp đổ đó không phải là từ cái chính sách kinh tế, những cái agenda của ông Biden mà họ sụp đổ là vì SBVB đó cái lượng khách hàng lớn nhất là đến từ trong những cái ngành startup về công nghệ và cái thời gian vừa rồi thì những cái ngành công nghệ đó quý vị cũng thấy chứng kiến hàng loạt cái sự sa thải những cái kỹ sư và họ đang khá là lao đao trong cái ngành này toàn là những công ty startup không à và đặc biệt là bên cạnh đó là cái sự chủ quan của cái ban lãnh đạo của ngân hàng không có lường trước được là trong cái thời kỳ suy thoái mà suy thoái kinh tế hay là cái chuyện lạm phát kinh tế của nước Mỹ một lần nữa nó không đến từ cái chính sách riêng rẽ của ông Biden mà nó là một cái chuỗi domino của toàn cầu từ sau đại dịch Covid-19 đến cái cuộc chiến tranh Nga và Ukraine và nhiều cái điểm nóng ở bên phương Tây và cả ở bên Á châu, không chỉ nước Mỹ đối diện với lại lạm phát thì những cái ngân hàng như SVB hoàn toàn không lường trước được khủng hoảng này, họ không có cái một cái plan crisis plan để mà có thể giúp ngân hàng vượt qua được cái khủng hoảng đó. Và khi chỉ cần một cái một cái que lửa mà nó trigger một cái, khách hàng đổ xô đi rút tiền một cái là họ không đứng vững được và dẫn đến phải sự sụp đổ. Nó không đến từ cái agenda của ông Biden cái chi tiết thứ hai ông Trump nói rằng là cái đồng đô la Mỹ chiếm vị trí coi như là thống soái trên thị trường tài chính của quốc tế 200 năm qua và bây giờ nó không còn được cái sức mạnh như vậy nữa thì thực ra thưa quý vị cái đồng đô la Mỹ được trở thành đồng tiền trong cái quỹ dự trữ của thế giới đó trong các ngân hàng trung ương của thế giới đó thì nó bắt đầu từ năm 1944 chứ không phải là trong vòng 200 năm qua như là ông tổng thống Joe Biden nói ông ông Donald Trump nói và ông cũng cáo buộc rằng á dưới cái thời của ông Biden á là cái lương á đồng lương của người đi làm á là đặc biệt là bị giảm sút rõ ràng lắm cái lương cái mức lương cái quy chứ thưa quý vị đã bị giảm rất rõ ràng lắm và thậm chí là người lao động Mỹ còn phải khách những cái check rất là nhiều bởi vì những cái lạm phát như thế này. Nhưng mà cái giới nghiên cứu tài chính kinh tế của nước Mỹ thì họ cũng đưa ra cái con số là từ tháng từ tháng 12 năm 2020 cho đến tháng 2 năm 2023, cái mức lương á vẫn là giữ y như vậy nó vẫn flat như vậy mặc dù là ông biden đang rất là nỗ lực để mà nâng cái mức lương trung bình của nước mỹ của người dân mỹ người lao động mỹ lên đó nhưng mà ông cũng chưa thực sự là thành công trong cái chuyện đó nhưng mà nói rằng là cái mức lương bị sụt giảm so dưới thời Biden thì đó cũng là lời không chính xác. Cho nên ông Trump mới nói thế này. Tôi hứa quý vị nha, khi tôi mà bước lên bục tranh luận và so găng với lại ông Biden á, thì cái hồ sơ của tôi á, sẽ sáng chói hơn hẳn và tôi sẽ làm cho tôi sẽ là cơn ác mộng nặng nề nhất cho phe dân chủ và đối với ông Biden, bởi vì chưa có một cái hồ sơ nào tệ hại như vậy và đất nước của chúng ta chưa bao giờ trải qua nhiều chuyện như vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy. Và câu này nó mới là nó mới là khủng khiếp nè thưa quý vị. Ông Trump nói: Suốt lịch sử Hoa Kỳ chưa bao giờ có một sự tương phản nào giữa hai chính quyền kế tiếp nhau rõ hơn lúc này, chính quyền của tôi dưới thời Trump thì tài giỏi, còn của Biden thì hoàn toàn thất bại. Hoàng Vi để cho quý vị có cái sự đánh giá của mình. Và khi mà nói về cái chuyện mà ông Trump nói về cái việc mà ông sẽ nếu mà ông so găng với ông Biden trong cái phần tranh luận, quý vị nhớ cái kỳ mà tranh luận tổng thống của hai ông này phải nói là nó, nó, nó khá là nó nhiều kịch tính quý vị có nhớ không? Và nhiều lần cái người mà cầm cân nảy mực trong cái buổi mà điều điều phối cái buổi tranh luận đó, nhiều lần người ta phải yêu cầu là ông Trump, ông để cho ông Biden nói tiếp chút xíu người ta chưa có kịp nói dứt lời là ông Trump đã đã nhảy vô và tấn công rất là tới tấp. Thì người ta đang trông đợi là nếu như thực sự lần này đó ông Trump có thể mà đại diện đảng Cộng Hòa mà ra thì liệu rằng là cái cuộc tranh luận sắp tới đây nó sẽ như thế nào? Thì chúng ta chưa rõ. Nhưng mà riêng nói về chuyện mà ra tranh cử, ra tranh luận á thưa quý vị thì ngày hôm nay ông Trump đã có một cái lời tuyên bố nha. Ông tuyên bố nói về những cái chuyện tranh luận, nói rằng có thể là ông sẽ không có tham gia vô những cái buổi tranh luận ngay trong cái bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa. Bởi vì Đảng Cộng hòa tuyên bố là họ sẽ đưa ra hai đã schedule hai cái phiên tranh luận, một cái là sẽ diễn ra um, trực tuyến còn một cái thì sẽ diễn ra tại California quê nhà của chúng tôi đây tại thư viện Ronald Reagan và ông Trump nói là còn lâu còn khuya tôi mới tham dự cái buổi tranh luận đó. Tại sao mà họ không hỏi tôi trước mà họ tự đưa ra cái lời cái cái schedule như thế này. Quý vị có thể check sơ social cái lời tuyên bố của ông Trump và nhất là cái phiên tranh luận mà diễn ra ở Ronald Reagan là cái người cầm chịch đó, là một cái người trong cái ban điều hành của Washington Post mà cái tờ báo này là ông Trump rất ghét thì ông nói là không có đời nào mà tôi tham gia này thì không có rõ không có rõ là đảng cộng hòa toàn quốc đó họ sẽ quyết định họ sẽ xử cái câu chuyện này như thế nào nếu như mà ông Trump bây giờ ông tuyên bố là ông tham dự những cái buổi tranh luận trong cái cuộc bầu cử sơ bộ của đảng cộng hòa nhưng mà ngày hôm nay là ông đã nói như vậy thưa quý vị và cái tin tức cuối cùng của ngày hôm nay Ông, ông Trump khi mà ông Biden tuyên bố ra tranh cử, thì ông Trump nói rằng không hiểu nổi mà còn dám nghĩ chuyện tái ra tái tranh cử. Thì rất là nhiều người quan sát về tình hình chính trị họ nói rằng vậy thì ông Trump hiện nay khi mà ông có quá nhiều những cái rắc rối, những cái rắc rối về pháp lý như vậy và ông nói mà thậm chí mà ông có bị indict, ông có bị kết tội đi nữa, ông vẫn không có từ bỏ cái chuyện mà ông ra tranh cử. Và ngày từ ngày hôm qua cho tới bây giờ đó thưa quý vị, có hai cái phiên tòa nó diễn ra và nó phản ánh về những cái sắc rối pháp lý đối với cựu tổng thống Donald Trump. Ngày hôm qua là diễn ra cái chuyện là cái phiên tòa về cái cô ký giả Trin Caro kiện cựu tổng thống Donald Trump hai cái vấn đề. Thứ nhất là đã hãm hiếp cô năm xưa, những cái năm 1990. Cái thứ hai là đã phỉ bán cô. Thì ngày hôm qua đã diễn ra phiên tòa khi mà bồi thẩm đoàn đã bắt đầu lựa đã bắt đầu lựa chọn uh, chánh án lựa chọn bồi thẩm đoàn thì cuối cùng rút lại là 9 người, trong đó có 6 người đàn ông và ba người phụ nữ. Nhưng mà họ cũng chánh án đã phỏng vấn rất là kỹ lưỡng để xem những cái thiên kiến về chính trị xem là cái nhân vật đó nó có bị ảnh hưởng bởi dân chủ hay cộng hòa hay không nè rồi có xem cái chương trình apprentice của ông trump hay không rồi có từng là đóng góp quỹ vào cái bất kỳ cho đảng dân chủ hay đảng cộng hòa hay không và được biết là chánh án cuối cùng đó, ông kaplan đã loại ra ba um, nhân vật trong đó có hai nhân vật có nói rằng á, là đã từng đóng góp quỹ cho đảng dân chủ cho nên cũng loại luôn bởi vì họ không muốn là những người có những cái thiên kiến chính trị ngồi vô cái ghế phải là trí công vô tư và một cái nhân vật thì bị covid cho nên là chánh án caplin đã loại ra nhưng mà nó có một cái ý như thế này nè thưa quý vị mà nó cũng trồng trùng hợp với những gì diễn ra vào sáng ngày hôm nay hoàng vi thừa đó là ông tòa ông Kaplan á có yêu cầu luật sư của cả hai bên luôn là bây giờ phải cẩn thận củi lửa và thứ nhất là phải bảo vệ cái danh tính của những người tham gia trong cái bồi thẩm đoàn như thế này là để cho họ không có dễ dàng bị tấn công, bị những người quá khích Còn về cả hai phía có thể là những người ủng hộ ông Trump hay là những người ủng hộ bà Jean Carroll bởi vì buổi sáng khi mà xảy ra phiên tòa người ta nhìn thấy thưa quý vị đó lúc mà bà Jean Carroll bước vô tòa đó là hàng loạt những cái người đứng hai bên tòa gần đó đó họ cầm biểu ngữ rồi họ người thì la to cái khẩu hiệu là ủng hộ Uh, bà Jean Carroll và nói rằng no one above the law và những cái lời nói dối thì nó phải có một cái kích một cái một cái sự trả giá nào đó chứ còn một cái nhóm thì biểu tình để ủng hộ đối với ông Trump bây giờ ông Kaplan ông tòa ông nói rằng á là phải bảo vệ danh tính của cái người bồi thẩm đoàn cái thứ hai là yêu cầu luật sư của cả hai bên sau những cái phiên tòa không có được công bố bất kỳ nói những cái gì mà nó trigger nó làm cho công luận á, người ta bất bình người ta phẫn nộ hay dẫn đến những cái violence là ông tòa cũng đang muốn ám chỉ đến cựu tổng thống donald trump không có tiếp tục đưa lên trên truth social những cái lời tuyên bố mà nó nhắm vào cái công tố viên hay là nhắm vào bồi thẩm đoàn Quý vị nhớ cái câu chuyện ở Manhattan với cái văn phòng biện lý ở Avinbrad để vừa rồi đã truy tố cựu tổng thống Donald Trump ra tòa hình sự ở Manhattan đó thưa quý vị. Suốt một cái thời gian ròng rã ông Trump tấn công ông Avinbrad, thậm chí là share lại cái article trong đó đó. Ông Trump không có viết nhưng mà ông share lại cái bài báo khi mà cái người tác giả người ta đã dựng lên cái hình ảnh là ông Trump cầm cái cây gậy bóng chày và kế bên đặt sát bên hình của Alvin Brad và nhiều người và cái lời tuyên bố như ông Trump nói là hãy biểu tình đi là bởi vì họ sắp là truy tố tôi và cả những cái lời tuyên bố liên quan như vậy và nó đã nổ lên nó đã gây ra những cái sự tranh cãi và cả những cái À, cái không khí nó rất là căng thẳng quý vị chắc có nhớ cái thời điểm này mặc dù khi ra tòa cuối cùng á, là ông tòa ông, ông không có đưa ra cái gag order có nghĩa là cái yêu cầu là ông Trump không có được đem lên mạng xã hội để nói về một cái vụ án mà đang xử nhưng mà ông tòa ở cái câu chuyện Manhattan cũng như là ông Tòa ở câu chuyện Jean Carroll ngày hôm qua đều có nhắc nhở phía hai bên là cẩn thận bởi vì nó dính tới một cái nhân vật high profile, một cái nhân vật gây ra rất là nhiều tranh cãi và có một cái sức ảnh hưởng rất là rộng lớn ở trong nước Mỹ cho nên là không có đưa ra những cái thông tin mà gây bất lợi cho bồi thẩm đoàn. Và bởi vì ông Trump cũng có lịch sử là đã tấn công đại bồi thẩm đoàn, chắc quý vị có nhớ câu chuyện đó. Cho nên đó là cái lời nhắc nhở của ông Kaplan thì trùng hợp vào sáng ngày hôm nay thưa quý vị khi mà cái văn phòng công tố ở manhattan cũng vừa mới gửi cái motion vô tòa và yêu cầu tòa đó là phải buộc cho cái bên của phía ông trump từ luật sư cho đến chính bản thân cựu tổng thống không có được đưa ra những cái bằng chứng nào mà bên phía công tố nộp vô tòa đó hay là những cái lời tuyên bố gì mà có ảnh hưởng đến bên công tố của Mahin để mà bảo vệ cho an toàn của họ cũng như là của bồi thẩm đoàn thì chúng ta chưa rõ là ông tòa sẽ ra phán quyết trong cái câu chuyện Mahin như thế nào. Nhưng mà ngày hôm qua đã diễn ra cái phiên tòa của Chin Caro như vậy và có một cái ý mà giới luật người ta để ý thưa quý vị cái chi tiết thứ nhất là nó khá là bất lợi vì cái vụ Jean Caro diễn ra rất lâu rồi. Tại sao lúc đó bà không có phao cái police report, bà không có ra police để mà bà báo hoặc là bà không kiện ông Trump ở thời điểm đó mà kéo dài cho đến bây giờ thì bà mới nộp đơn kiện. Thì bên phía bà Jean Caro giải thích đó là vì luật New York vừa mới công đưa ra vào cuối năm vừa rồi đến năm 2022 cho phép là những cái nạn nhân bị quấy rối tình dục được quyền kiện từ những cái vụ mà nó xảy ra từ sửa từ xưa thì bây giờ có thể lật lại để kiện. Nhưng mà người 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 ta vẫn thắc mắc tại sao thời điểm xảy ra bà không kiện mà bây giờ bà mới kiện. Cái chi tiết thứ hai là nhiều người nói rằng những cái bằng chứng có vẻ như chống lại ông Trump ở cái chỗ là bồi thẩm đoàn sẽ lắng nghe ý kiến của hai người là nhân viên của tạp chí People và cũng là đã từng bị ông Trump quấy rối tình dục và hãm hiếp cho nên bây giờ họ sẽ ra và họ kể chính câu chuyện của mình cái cái nhưng một cái bằng chứng nữa là cái đoạn um, Access Hollywood rất là nổi tiếng. Và trong cái đoạn tip đó đó thì người ta nghe thấy được giọng ông Trump á nói rằng nếu chúng ta là cái người nổi tiếng á, và có một cái quyền lực, một cái uy thế nào đó đó thì chúng ta có thể làm bất cứ điều gì đối với phụ nữ mà chúng ta không cần sự đồng ý của họ cho nên những chuyên gia luật nói đó có thể những bằng chứng này nó khá là bất lợi cho cựu tổng thống Donald Trump. Và vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.